Phủ Tây Hồ, Hà Nội. Phủ Tây Hồ là nơi vô cùng linh thiêng. Hàng năm có rất đông người tới Phủ Tây Hồ cầu tài, cầu lộc, cầu bình an. Phủ Tây Hồ, Hà Nội được xem là một trong những chốn linh thiêng nhất trong hệ thống đền chùa ở Hà Nội. Phủ Tây Hồ trước là một đất thuộc làng cổ của kinh thành Thăng Long xưa, nay thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Phủ Tây Hồ nằm trên bán đảo lớn của làng Nghi Tàm, nhô ra giữa Hồ Tây, cách trung tâm của thủ đô 4 km về phía Tây. Phủ Tây Hồ, Hà Nội thờ bà Chúa Liễu Hạnh. Phủ Tây Hồ thờ Chúa Liễu Hạnh. Trong hệ thống điện thần của Việt Nam, Chúa Liễu Hạnh là một trong vị tứ bất tử, gồm có Sơn Tinh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử và Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Vị Thánh Mẫu của tín ngưỡng tứ phủ. Tín ngưỡng có nguồn gốc từ lâu đời và là nét độc đáo của người Việt Nam. Tục truyền rằng bà là Quỳnh Hoa, con gái thứ hai của Ngọc Hoàng, bị đẩy xuống trần gian vì tội làm vỡ cái ly ngọc quý, xuống hạ giới. Bà đi chu du khám phá khắp mọi miền. Đến đảo Tây Hồ, bà dừng lại, phát hiện ra đây là nơi địa linh, sơn thủy hữu tình, bèn mở quán hàng nước, lấy cớ để vui thú văn chương giữa thiên nhiên huyền diệu. Người tiên nữ ấy đã mang ngang dọc một trời giúp dân an cư lập nghiệp, diệt trừ ma quái, trừng phạt tham quan. Đến triều Nguyễn, bà được nhà vua phong làm Mẫu Nghi Thiên Hạ, là một trong bốn vị thần tứ bất tử của Việt Nam. Các công trình kiến trúc của Phủ Tây Hồ bao gồm cổng tam quan, kiến trúc chính ba nếp. Phủ chính có quy mô lớn nhất, mặt trước có cửa tam quan hai tầng, mái ghi Tây Hồ hiển tích, được trang trí tỉ mỉ công phu. Bốn cánh cửa giữa phần trên trạm tứ quý, phần dưới trạm tứ linh, giữa trạm đào thọ, qua tam quan là phương đình hai tầng tám mái, nhà tiền lê hậu cung xây sát nhau. Kế đến là điện Sơn Trang ba tầng tám mái to, lòng nhà có hai tầng, tầng trên thờ Quan Âm, tầng dưới là ba động Sơn Trang chiếm ba gian. Khu nhà lầu, nhà khách gồm lầu cô, lầu cậu. Diện tích Phủ Tây Hồ hiện còn lưu giữ được khối di vật khá phong phú, mang giá trị lịch sử văn hóa nghệ thuật thuộc thế kỷ 19-20, như bộ tượng tròn gần 300 pho hoành phi câu đối. Đặc sắc nhất là bức đại tự Thiên Tiên Chắc Giáng, tức tiên trời xuất hiện, và bức hoành phi ở cửa cung đề Mẫu Nghi Thiên Hạ. Ngoài ra, tại sân phủ còn có một cây phi cổ thụ đã được công nhận là cây di sản Việt Nam. Ngày nay, Phủ Tây Hồ mở hội vào hai ngày lễ chính là mùng 3 tháng 3 âm lịch và ngày 13 tháng 8 âm lịch. Phủ Tây Hồ, Hà Nội rất linh thiêng. Vào dịp lễ Tết, du khách đổ về đây rất đông, vì cùng với việc lễ cầu may, họ còn thưởng ngoạn cảnh đẹp Tây Hồ, được coi là nơi linh thiêng, nên Phủ Tây Hồ được nhiều người đến cúng lễ cầu phúc cầu lộc. Phủ Tây Hồ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
cấp di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ngày 13 tháng 2 năm 1996.